Đây là một bãi xe ở Phan Trọng Tuệ, Hết xe rồi, xin chuyển về đi. rất nhiều xe bãi, đây xe tai nạn. Xe Ford ba không tám, ba không tám, tám bảy tám. Hay lên chỗ vận tải Hải Đức xem một cân nhá. Mua phân canh Hải Đức. Rõ rồi, rõ rồi. Xe 110, 110. 110, 110. Còn chạy. 110, 110. Honda. 110, 110. Xe 110, 110. Trăm mười, trăm mười. Xe 308 về khu đô thị Vân Canh Hoài Đức nha, xe bằng xe 308. Xe 110, 110. 110, 110. Xe 110, 110. Một trăm mười ạ, một trăm mười, một trăm mười.